Ngày 1 tháng 4, tại nhà thờ họ Lưu Văn tại thôn 1, xã Thạch Đà, Ban chỉ đạo 138 xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Theo đó, những người cao tuổi có uy tín trong dòng họ sẽ có trách nhiệm tuyên truyền nhắc nhở con em chấp hành nghiêm chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời các gia đình ký cam kết không có tệ nạn xã hội. Từ cách làm này, Ban chỉ đạo 138 xã Thạch Đà sẽ nhân rộng ra các dòng họ khác trong toàn xã, góp phần làm giảm tình hình tội phạm, tiến tới địa bàn xã ổn định hơn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đưa xã luôn đạt loại 1 về an ninh trật tự.